Xin chào các anh chị và các bạn, chúc anh chị và bạn ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đường Lục Tĩnh năm xưa là Hồng Bàng ngày nay nè. Ngay đây thì có gần với cái building Thuận Kiều, tòa nhà Thuận Kiều năm xưa và Garden Mall ngày nay nha. Ngay đây là giao lộ giữa Hồng Bàng và Phú Giáo nè. Chúng ta thấy đây xe cộ qua lại rất là tấp nập. Theo thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi về cái chợ, ôi cái quận Binh Cây Gõ, nhà sách Nguyễn Văn Cừ, bến xe miền Tây hay là xa cảng miền Tây đó. Ngày xưa con đường này rất là ngập lụt mỗi khi trời mưa nè. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng lang thang với em đi vô một con chợ rất là đặc biệt nha. Đó là một ngôi chợ sắt Hà Tôn Quyền. Ở đây thì cách cái tòa nhà Thuận Kiều, chợ Tân Thành khoảng 100m thôi. Có con đường Hà Tôn Quyền giao với Hồng Bàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô chợ nha, để xem ngôi chợ đặc biệt như thế nào nha. Ngay đây có cái trường tiểu học Hùng Vương nè, mới vừa xây lên lại nè đó. Ngày xưa thì trường lụp xụp lắm, nhưng mà bây giờ thì đã xây lên hoành tráng à. Rồi em mời bà con mình cùng đi vô chợ xem sắt nha. Mỗi khi mình đi chợ xem thịt cá rồi ngán rồi. Bữa nay mình đi coi sắt thôi. Đây ngay đầu đường Hà Tôn Quyền và Hồng Bàng. Đây có cô bán nước mía. Ở đây thì có rất là nhiều sắt thép, một con đường vật tư rất là lớn ở cái quận 5 này. Chúng ta thấy ở đây có rất là nhiều lò xo nè, rồi các phôi sắt. Ở đây thì chợ này là chợ không sợ bị ăn cắp luôn ha, tại vì mấy cái này thì không thể nào đóng cửa được, mà có để ngoài thì cũng không ai lấy, tại vì nó rất là nặng. Chúng ta nhìn qua đây thì có trường Hùng Vương nè, trường tiểu học Hùng Vương mới được xây lên. Ngôi trường này rất là khang trang. Hôm nay sẵn dịp có hướng đi ở khu vực này thì em sẽ đi vô ngôi chợ này để dẫn các anh chị các bạn mình cùng tham gia đi, giống như mình đi tham quan chợ lớn vậy đó, du lịch qua màn ảnh nhỏ nha. Sắt rất là lớn. Ở khúc này á, cái đoạn đường Hà Tôn Quyền á, con đường Hà Tôn Quyền á, thì có ba cái chuyên, một cái là chuyên sắt thép nè, một cái là đằng khúc đằng kia nữa thì là chợ cá, chợ rau cải, còn khúc nữa là sủi cảo, rất là nhiều luôn. Sắt làm nhà đồ á rất là nhiều. Những thanh sắt dài. À,
giống như là một cục vàng vậy đó. Ở đây thì mình thấy cái quang cảnh không có sang trọng như là ngoài trung tâm Sài Gòn ha, nhưng mà bù lại thì những cái mà người ta cung cấp ở đây rất là có giá trị, góp phần xây dựng thành phố. Có những thanh sắt này thì mới có những cái tòa nhà cao, mới có những cái công trình khác ha. Họ đánh đổi được cái mỹ quan của họ để xây nên những cái nơi khác. Đó, những ống sắt rất là lớn luôn nè. Ở đây nhà nào cũng có cái cần cẩu. Đây có cái cần cẩu này, cẩu như là cắt. Rồi đoạn đường này thì đến đây là hết. Khúc phía trước đó là chợ rau cải, chợ thực phẩm. Đây chúng ta nhìn lại con đường nhé, rất là nhộn nhịp. Đây thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đi vô cái con chợ, khúc chợ, chợ chợ tiêu dùng, chợ thực phẩm. Đây có cái cây, cái chợ này thì không có nhà lồng chợ, chỉ là một cái con đường thôi. Chia làm hai bên ha, một bên bên phải cũng là một con đường để đi đến Nguyễn Chí Thanh, bên kia thì bên đây cũng một con đường nữa, bên chợ luôn. Pha lẫn những thực phẩm thì có sắt thép nữa. Dạ. Bây giờ là tầm 11 giờ rồi nên chúng ta thấy chợ cũng chuẩn bị dẹp rồi. Xoài keo, xoài keo 12.000 ký. Cô bán kia 1 ký, 1 ký là 1 lạng hả? 1 ký là 10 lạng chứ? 10 lạng. 1 ký là 1 lạng. Mà vòng bên đây xíu nữa mình đi bên kia đường nha. Chợ này có hai bên, bên trái và bên phải. Chúng ta đang đi bên phải hướng về Nguyễn Chí Thanh. Đồ to 150.000. Đây, chúng ta đang ở đây là giao lộ Nguyễn Chí Thanh và Hà Tôn Quyền. Thẳng qua bên kia là con phố Sủi Cảo, mà buổi chiều thì rất là nhộn nhịp và tấp nập. Thì hôm nay hành trình chúng ta sẽ đi chợ thôi ha. Phố Sủi Cảo thì chắc mình hẹn trong những video tiếp theo nha. Thì đây là giao lộ Nguyễn Chí Thanh và Hà Tôn Quyền. Ở đây có cái chung cư rất là, có kiến trúc rất là xưa nè. Và bên đây cũng có những cái ngôi nhà
ngôi nhà xưa xưa ở đây gần với cái phố bàn thờ ở trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chúng ta nhìn lại ngôi chợ nha, giờ chúng ta sẽ đi bên cánh bên đây. Ở đây có cô bán chuối. Đầu chợ lúc nào cũng có trái cây hết á. Đi một vòng chợ nữa rồi mình sẽ kết thúc hành trình đi vô chợ Hà Tôn Quyền nha, cho nó đầy đủ cái ngôi chợ. Tại vì hai bên, hồi nãy chúng ta đi bên trái à, bên phải à, chúng ta đi bên trái. Hướng này chúng ta sẽ đi về đường Lục Tỉnh. À, trái cây rất là tươi nè. Do mình đi buổi trưa quá nên chợ cũng sắp hết rồi, sắp tàn. Chợ bán chỉ buổi sáng thôi. Ở khu này thì có rất là nhiều chợ. Chúng ta đang ở đường, tới đây là đường Tân Thành rồi nè. Đường Tân Thành thì có một đoạn chợ nữa là chợ Tân Thành. Thì hôm nào chúng ta sẽ gặp nhau ở chợ Tân Thành nhé. Rồi, ta sẽ đi tiếp tục đến đường Lục Tỉnh và kết thúc cái chương trình đi vô chợ sắt ngày hôm nay. Con chợ rất là đặc biệt. Những hành sắt này là những cái phôi, những cái phôi mà người ta dùng để chế tạo ra những cái vật dụng khác, như là con ốc, con tán, như là sơn ca 10, cốt ca 10, những cái phụ kiện xe cho ngành cơ khí. Nói chung là người ta ngành công nghiệp, công nghiệp nặng. Xe lên xuống rất là tấp nập. Mình ra đây chỉ để nghe âm thanh tiếng sắt thôi. Chị thu gom ve chai nè. Hàng người ta mới nhập về. Rồi, chắc em xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Một số hình ảnh ở ngôi chợ sắt và chợ rau cải Hà Tôn Quyền gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Và giống như là mình đi tham quan một con chợ mới mà trước giờ mình chưa được đi. Bây giờ chúng ta có dịp nhìn lại ha. Đó.
Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, chúc anh chị bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Chị ve chai chị đẩy những cái thùng xốp thu gom được ở các hộ dân.